ngày 22 tháng 10, đưa Nguyễn Đình Hoàng 1968, trú tại làng Mạc Thiệu Nguyên, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, ra xét xử sơ thẩm. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 15 năm tù về tội giết người. Bị hại là anh Nguyễn Văn Thọ 1973, cũng trú tại Thanh Hóa. Tại phiên tòa, nội dung vụ án được làm rõ: Nguyễn Đình Hòa, anh Nguyễn Văn Thọ, anh Lê Thanh Hùng 1971 và hai anh em anh Trịnh Văn Thiết 1981 đều trú ở Thanh Hóa là những người công sức làm thuê tại khu vực cầu Mai Động, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sáng 27 tháng 10 năm 2018, những người nói trên lại tới khu vực quen thuộc chờ người thuê mướn làm việc thì Hòa và anh em anh Thiết xảy ra mâu thuẫn, xô xát do chi tiền làm thuê ngày hôm trước không công bằng. Tuy nhiên, đụng độ giữa Hòa và anh em anh Thiết lập cập được mọi người can ngăn. Sau đó, Hòa bỏ đi uống rượu một mình. Đầu giờ chiều cùng ngày, trên đường trở lại cầu Mai Động, Hòa mua của một người bán rong con dao bấm với ý định sẽ báo án anh em anh Thiết nhưng chưa kịp gặp lại đồng hương. Tại cầu Mai Động khi đó, Hòa và anh Hùng đứng nói chuyện tào lao với nhau. Cùng thời điểm, anh Nguyễn Văn Thọ do chờ mãi mà không có người đến thuê làm việc nên từ đầu cầu bên kia đi tới chỗ anh Hùng. Giáp mặt người đồng hương, anh Thọ buông lời với dụng ý sang đây đứng đợi để gặp may mắn. Vẫn còn ấm ức về sự việc với anh em anh Thiết nên Hòa liền dâng ra những lời lẽ đầy khiêu khích. Đáp lời, anh Thọ lập tức buông đùa, già rồi mà còn chưa lấy được vợ. Tức thì Hòa rút dao bấm ra đâm thẳng bụng người đồng hương. Đứng gần những người cùng cảnh ngộ, anh Hùng xông vào can ngăn cũng bị Hòa khua khoáng dao rắc cả áng. Bị đâm, anh Thọ quỵ xuống ngồi ôm bụng và khi đứng lên lại bị Hòa đâm thêm nhát dao nữa trúng cằm. Chỉ đến khi chính mắt Hòa nhìn thấy máu và thức ăn từ bụng bị hại chảy ra thì thế hệ chịu dừng tay. Hòa sau đó bị mọi người xung quanh và lực lượng công an đến khống chế, nắm giữ. Còn anh Thọ cũng được đưa ngay vào bệnh viện gần đó cấp cứu nên may mắn thoát chết, song đã tổn hại 76% sức khỏe. Đưa Nguyễn Đình Hòa ra xét xử, đồng thời áp dụng mức án nêu trên, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định hành vi của bị cáo đã tội ác giết người với tính chất côn đồ. Việc bị hại may mắn không chết là nằm ngoài ý thức, mong muốn của bị cáo. Xem bài gốc tại đây.